Chào mừng các em học sinh đến với tiết học lịch sử lớp 4. Ở các tiết trước, các em đã được học phần mở đầu gồm 3 bài. Bài 1 là môn lịch sử và địa lý. Bài 2 là làm quen với bản đồ. Bài 3 là làm quen với bản đồ tiếp theo. Từ hôm nay, các em chính thức đi vào phần lịch sử. Buổi đầu dựng nước và giữ nước. Khoảng năm 700 trước công nguyên đến năm 179 trước công nguyên, trên đất nước ta từ xa xưa đã có người sinh sống. Khoảng năm 700 trước công nguyên viết tắt là TCN, trên địa phận Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hiện nay, nước Văn Lang đã ra đời. Nối tiếp Văn Lang là nước Âu Lạc. Đó là buổi đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Lịch sử gọi đây là thời đại Hùng Vương, An Dương Vương. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ nhất, đó là bài Nước Văn Lang. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 11 để cùng theo dõi nhé. Bài học của chúng ta sẽ gồm 4 hoạt động. Hoạt động 1, thời gian hình thành và địa phận của nước Văn Lang. Hoạt động 2, các tầng lớp trong xã hội Văn Lang. Hoạt động 3, đời sống vật chất tinh thần của người Lạc Việt. Hoạt động 4, phong tục của người Lạc Việt. Bây giờ, chúng ta cùng bước vào hoạt động 1 để tìm hiểu về thời gian hình thành và địa phận của nước Văn Lang. Các em hãy cùng cô đọc nội dung sau. Khoảng năm 700 trước công nguyên, ở khu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả, nơi người Lạc Việt sinh sống, nước Văn Lang đã ra đời. Bây giờ, cô mời các em cùng theo dõi hình 1, đó là lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay. Trên lược đồ này, khu vực Bắc Bộ được tính từ Thanh Hóa đổ lên trên phía Bắc, còn từ Thanh Hóa đổ xuống dưới phía Nam là khu vực Bắc Trung Bộ. Vậy, các em hãy xác định trên lược đồ hình 1 những khu vực mà người Lạc Việt đã từng sinh sống. Các em đã xác định được chưa? Hãy cùng cô kiểm chứng nhé! Người Lạc Việt thường sống ở khu vực các con sông như sông Hồng, sông Mã và sông Cả. Cũng chính tại nơi này, nước Văn Lang được ra đời. Các em hãy cùng cô hoàn thành bản tóm tắt kiến thức sau. Nhà nước đầu tiên của người Lạc Việt, tên nước là Văn Lang. Thời điểm ra đời là vào khoảng năm 700 trước công nguyên. Khu vực hình thành là khu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả. Bây giờ, các em hãy xác định thời điểm ra đời của nước Văn Lang trên trục thời gian nhé. Đây chính là trục thời gian. Các em sẽ nhìn thấy năm công nguyên số 0. Đây chính là cột mốc. Và năm 2021 sẽ nằm ở phía bên phải của cột mốc số 0. Vậy, thời điểm mà nước Văn Lang ra đời là khoảng năm 700 trước công nguyên, sẽ nằm bên trái của cột mốc số 0 này. Vừa rồi, các em đã nắm được thời gian hình thành và địa phận của nước Văn Lang. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang hoạt động số 2 để tìm hiểu về các tầng lớp trong xã hội Văn Lang. Cùng đọc thầm theo cô nhé. Đứng đầu nhà nước có vua, gọi là Hùng Vương. Giúp vua cai quản đất nước có các Lạc Hầu, Lạc Tướng. Vua, Lạc Hầu, Lạc Tướng thuộc tầng lớp giàu có trong xã hội. Dân thường thì được gọi là Lạc Dân. Tầng lớp thấp kém, nghèo hèn nhất là nô tỳ. Bây giờ, các em hãy vẽ sơ đồ thể hiện các tầng lớp trong xã hội Văn Lang nhé. Các em đã hoàn thành chưa? Hãy cùng kiểm tra xem nhé. Trong xã hội Văn Lang, đứng đầu là vua Hùng, kế đến là các Lạc Hầu, Lạc Tướng, tiếp theo là Lạc Dân và thấp nhất là tầng lớp nô tỳ.
Tiếp theo, chúng ta cùng nhau bước vào hoạt động 3 để tìm hiểu về đời sống vật chất tinh thần của người Lạc Việt. Em hãy cùng cô đọc sách giáo khoa và quan sát các hình minh họa để điền các thông tin về đời sống vật chất và tinh thần của người Lạc Việt vào bảng thống kê sau. Dựa vào các hiện vật người xưa để lại, các nhà sử học cho biết, dưới thời các vua Hùng, nghề chính của lạc dân là làm ruộng. Họ trồng lúa, khoai, đỗ, cây ăn quả, rau và dưa hấu. Họ cũng biết nấu xôi, gói bánh chưng, làm bánh dày, làm mắm. Ngoài ra, người Lạc Việt còn biết trồng đay, gai, trồng dâu, nuôi tầm, ươm tơ, dệt vải. Họ cũng biết đúc đồng làm giáo, mát, mũi tên, lưỡi rìu, lưỡi cày, vòng tay, hoa tai, trống, chiên, lục lạc, nặng nồi niêu, đan rổ rá gùi nông, đan thuyền nan, đóng thuyền gỗ. Người Lạc Việt ở nhà sàn để tránh thú dữ và họp nhau thành các làng bản. Họ thờ thần đất, thần mặt trời. Người Lạc Việt có tục nhuộm răng đen, ăn trầu, búi tóc, cạo trọc đầu. Phụ nữ thích đeo hoa tai và nhiều vòng tay bằng đá, đồng. Những ngày hội làng, mọi người thường hóa trang, vui chơi nhảy múa theo nhịp trống đồng. Các trai làng đua thuyền trên sông hoặc đấu vật trên những bãi đất rộng. Các em đã hoàn thành bản thống kê chưa? Bây giờ hãy cùng cô sửa bài nhé. Đời sống vật chất tinh thần của người Lạc Việt. Về sản xuất, người Lạc Việt trồng lúa, khoai, đỗ, cây ăn quả, rau, dưa hấu, nuôi tầm, ươm tơ, dệt vải, đúc đồng, giáo, mát, mũi tên, lưỡi rìu, lưỡi cày, làm gốm, đóng thuyền. Về ăn uống, người Lạc Việt ăn cơm, xôi, bánh chưng, bánh dày, uống rượu, làm mắm. Về ăn mặc và trang điểm, người Lạc Việt nhuộm răng đen, ăn trầu, xăm mình, búi tóc hoặc cạo trọc đầu. Phụ nữ đeo hoa tai, vòng tay bằng đá, bằng đồng. Người Lạc Việt ở nhà sàn, sống quây quần thành làng bản. Về lễ hội, người Lạc Việt vui chơi, nhảy múa, đua thuyền, đấu vật. Cô mời các em cùng quan sát một số hình ảnh, các sản phẩm do người Lạc Việt làm ra. Đây là lưỡi cày đồng, lưỡi rìu đồng, trống đồng, trang sức, mui vá môi bằng đồng và thạp đồng. Đây là cảnh giã gạo, hoa văn trang trí trên mặt trống đồng. Hình nhà sàn dưới thời Văn Lang cũng được người dân thể hiện thành các hoa văn trên mặt trống đồng. Còn đây là ảnh chụp mặt trống đồng Ngọc Lũ. Các em có thể nhìn thấy các hoa văn trên mặt trống đồng được sắp xếp rất tinh xảo. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào hoạt động 4 để tìm hiểu về phong tục của người Lạc Việt nhé. Hãy kể tên một số câu chuyện cổ tích, truyền thuyết nói về các phong tục của người Lạc Việt mà em biết. Hãy cùng cô điểm lại một số sự tích nhé. Sự tích bánh chưng bánh dày nói về tục làm bánh chưng bánh dày vào ngày Tết. Sự tích mai ăn tiêm nói về việc trồng dưa hấu của người Lạc Việt. Truyện sơn tinh thủy tinh nói về việc trị thủy đắp đê của người Lạc Việt. Sự tích trầu câu nói về tục ăn trầu của người Việt. Hiện nay, chúng ta còn lưu giữ các phong tục nào của người Lạc Việt? Các phong tục mà chúng ta còn lưu giữ được đó là tục ăn trầu, trồng lúa, khoai, đỗ,
tổ chức lễ hội vào mùa xuân với các trò đấu vật, đua thuyền, tục làm bánh chưng, bánh dày. Nước Văn Lang tồn tại như thế qua 18 đời vua Hùng. Các em hãy cùng cô đọc ghi nhớ của bài nhé. Khoảng năm 700 trước công nguyên, nhà nước đầu tiên của nước ta đã ra đời. Tên nước là Văn Lang, vua được gọi là Hùng Vương. Người Lạc Việt biết làm ruộng, ươm tơ, dệt lụa, đúc đồng làm vũ khí và công cụ sản xuất. Cuộc sống ở làng bản giản dị, vui tươi, hòa hợp với thiên nhiên và có nhiều tục lệ riêng. Các vua Hùng là những người đầu tiên gây dựng đất nước ta. Để tưởng nhớ công ơn to lớn đó, nhân dân ta dựng đền thờ các vua Hùng ở khắp nơi trên cả nước. Người Việt ta ai cũng biết đến câu, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Cứ đến dịp tháng 3 âm lịch hàng năm, đất nước ta lại tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương để nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn dân tộc. Cô mời các em cùng xem một số hình ảnh. Đây là lễ dân hương, lễ hội đền Hùng ở Việt Trì, Phú Thọ. Còn đây là đền tưởng niệm các vua Hùng được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Các em ạ, Bác Hồ đã từng nói, các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta hãy cùng nhau giữ lấy nước. Là những chủ nhân tương lai của đất nước, các em hãy ra sức học tập, rèn đức, luyện tài để mai này góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Vừa rồi, cô trò chúng ta đã cùng nhau học xong bài lịch sử Nước Văn Lang. Về nhà, các em hãy xem lại bài và trả lời các câu hỏi cuối bài. Chuẩn bị bài tiếp theo, đó là bài Nước Âu Lạc. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em thật nhiều sức khỏe và luôn học tập thật tốt nhé.